Chính chào quý khán giả của SPTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2018. Dow Jones 25.916.54. With Today trừ 0.19% và year Today cộng 4.84%. Nasdaq 7902.54 with today trừ 2.55% và year today cộng 14.47%. S&P 500 2871.68 with today trừ 1.03% và year today cộng 7.41%. Giá vàng là 1201 đô la 80 xu một ounce căn cứ vào thứ sáu mùng 7 tháng 9 2018. Giá dầu thô 67 đô la 86 cent một berro cũng căn cứ vào thứ 6, mùng 7 tháng 9 2018. Và giá xăng là 2 đô la 854 một gallon, căn cứ vào dự kiện từ công ty Chia AAA thứ 6, mùng 7 tháng 9 2018. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8641 của đồng Euro Liên hiệp Âu châu thứ 6, 17 tháng 9 2018. Tương đương với 0.7739 của đồng Anh Kim Anh quốc tương đương với 6.84 đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 111.0 của đồng yen của Nhật Bản và tương đương với 69.88 của đồng ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 6 tháng 9 2018, 30 năm cố định là 4.54% và 15 năm cố định là 3.99%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2018, có 203.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 10.000 so với tuần lễ trước đó, thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 12 năm 1969. Đánh dấu 183 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2018, Mỹ có 1.707.000 người, đang hưởng quyền lợi thất nghiệp giảm 3.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 8 2018 đã cung cấp 201.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 8 ở mức 3.9%, tiền lương trung bình tăng 2.9% so với năm rồi và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi xuống. Dow Jones giảm trừ 0.19%, Nasdaq giảm trừ 2.55% và S&P 500 giảm trừ 1.03%. Cùng ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 9, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.80%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.01%, London FTSE 100 giảm trừ 0.56%, Shanghai Composite giảm trừ 0.40%, và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 0.04%. Đồng đô la tuần qua lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim Anh Quốc, so với đồng Yuan Nhân Dân tệ của Trung Quốc và với đồng Robo của Nga, nhưng lại giảm giá so với đồng Yen của Nhật Bản. Đồng đô la lên giá không đáng kể, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, có thể làm hàng hóa lên giá và do đó gây ảnh hưởng tiêu cực phần nào cho ngành chế tạo và xuất cản của Hoa Kỳ. Thị trường việc làm tiếp tục rất mạnh. Tỷ số thất nghiệp trong tháng 8 2018 vẫn ở mức 3.9%, thấp nhất trong 18 năm. Tổng sản lượng nội địa GDP là 4.2% trong tam cá nguyệt vừa rồi. Đó là theo phúc trình mới nhất của Văn phòng Phân tích Kinh tế. Các công ty lập dầu của Mỹ đang hoạt động với năng suất tối đa để thỏa mãn nhu cầu xăng và diesel tại Mỹ cũng như hải ngoại cho năm nay và cả năm tới. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện nay đã sản xuất phá kỷ lục 18 triệu barrel dầu thô mỗi ngày. Giá xăng đã đi lên chút ít trong dịp lễ lao động, giá dầu thô xuống mức 67 đô la 86 cent một barrel. Giá xăng ở mức 2 đô la 854 một gallon. Giá vàng xuống mức 1 1201 đô la 80 cent một ounce hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 9. Lãi suất mortgage lên mức 4.54% cho 30 năm cố định và 3.99% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc hiện nay nói chung tiếp tục rất nóng. Thị trường nhà tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới bởi thị trường việc làm tiếp tục tốt, giá nhà đang đi lên và lãi suất mortgage cũng có xu hướng lên theo. Sau 2 năm bị phạt vì đã vi phạm luật tài chính và ngân hàng, Wells Fargo vẫn chưa kết thúc được những lỗi lầm. Trái lại, vẫn còn phải đối đầu với những vi phạm mới được phát giác thêm. Chúng tôi đang theo dõi và sẽ tường trình sau. Công ty bán sách Barnes Noble đang gặp nhiều khó khăn trong lúc CEO của công ty rời nhiệm vụ và số lượng thu nhập trong tam cá nguyệt vừa rồi đã giảm 6.1% so với năm ngoái. Số khách hàng mua lẻ đã bị giảm và khách hàng online cũng bị xuống 14.3% và đã thua lỗ nói chung là 17 triệu đô la. Công ty JCPenney hiện bị thâm đỡ 4 tỷ đô la với chứng khoán có trị giá dưới 2 đô la. Trong 4 năm qua, JCPenney chỉ có lời trong 2 tam cá nguyệt mà thôi. Tam cá nguyệt vừa qua đã bị lỗ 101 triệu đô la. Năm 2017, JCPenney đã đóng cửa 141 tiệm, năm nay đã đóng thêm 8 tiệm. JCPenney còn lại 860 tiệm với hàng trăm tiệm nằm trong mô không có lối thoát ra khỏi hợp đồng thuê mướn. Giới đầu tư của công ty Bitcoin có trị giá mất 20% trong hai ngày vừa qua. Trị giá Bitcoin là 20.000 đô la trong tháng 12 đã bị mất 2 3 giá trị, hiện chỉ còn khoảng 6.400 đô la và có thể còn xuống dưới 5.000. Đó là theo phúc trình của chiến lược gia thị trường Hutchinson từ công ty FXTM. Kinh tế thế giới Theo chiến lược gia Malcolm Frank của công ty Cognizant thuộc ngành tình báo nhân tạo, những dân công làm việc tại các kho hàng cần nên biết trong tương lai gần, người máy nhân tạo robot sẽ thay thế nhân công người thật. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến rất xa và ba nước này sẽ là những nước thắng cuộc trong cuộc chạy đua người máy trên toàn cầu. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.